cân tư một cân đấy ạ. Có bộ của nó đẹp hết. Vâng, em cảm ơn ạ. Người nó đẹp cho nó mặc quần áo nặng. Thế à, em cảm ơn. Cho cháu 5 lạng đậu nữa ạ. 10. Mến chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Quái La Lin. Các bác ơi, ngày nay thì em Quái là đã quay trở lại với lại các bác ở đây. Mấy hôm là không lên đây thì nhớ các bác quá các bác ạ. Nay thì em Quái là đã khỏi ốm rồi. Em chào canh nhá. Chào anh. Vâng. Anh đang làm cái kèo giả. Vâng, em khỏi rồi ạ. Em thật chứ được sức khỏe em được. Vâng. Được rồi, tạm rồi. Đây là anh hả? Không phải đâu, các bác cứ toàn treo. Trong tương gội đầu bằng nước lạnh ấy nên là ốm. Kiểu đi nắng về mệt quá. Hôm nay anh Trao không đi à? À, anh Trao đi gặt lúa rồi à? Ở dưới chúng em thì bây giờ là mọi người bắt đầu vào mùa gặt rồi. Đây có anh Mị, là anh Re, anh Tuyển, chị Vân. Ôi nhờ cứ sụ. Là cát chát đây đúng không? Ừ, được. Có 1-2 hôm em cói là không lên thôi mà. Nhà của chị đi thay đổi nhiều quá, đổ mái xong rồi này. Bếp lò thì cũng sắp xong rồi. Đấy, đòn tay các thứ là đặt lên hết rồi này. Đấy. Còn mấy cây ở đây chưa đặt. Này, khả năng chiều lợp được chưa hả chị? À. Miền Bắc chúng em thì hình như là lại kết thúc mấy cái ngày mưa ngắn ngủi, bây giờ lại tiếp tục là những đợt nắng nóng hay sao nhỉ? Bây giờ thì thời tiết lại nóng rồi các bác. Nắng 3 ngày thôi. Hả? Nắng 3 ngày á? Anh vừa xuống bác tấm đồ à. Sao không thấy chị Ly đâu nhỉ? Đã biết đâu. Ôi, bé thế. Các bác ơi, bây giờ thì
Xong đến giờ trưa thì em gói là đưa thức ăn cho chị Vân để mà nấu cơm cho mọi người ăn. Ngày nay thì rất là cảm ơn là anh Trần Diều Hứ ở bên Úc này, anh có gửi cho các bác thợ tổng số tiền là 3.060.000 để mà mua đồ ăn cho các bác thợ. Chị ơi, ồ, đây cầm thức ăn này. Ngày hôm nay là rất là cảm ơn anh Trần Diều Hứ ở bên Úc là gửi cho các bác thợ là 3.060.000 để mà mua đồ ăn bồi dưỡng nhá. Cảm ơn anh nhiều nhá. Mua cho tiền bao nhiêu là? Các bác thợ mua thức ăn ạ. Vâng. Cảm ơn anh ạ. Đấy. Này thì mua thịt với lại đậu hành là 105.000. À, còn rau này thì mẹ cầm đi cho. Mẹ gửi. Hai mẹ đâu? Hả? Không biết á. Buộc cái tóc vào hai. Nóng lắm. Nên này chuyển căn cứ mới à chị? Đâu đây nhà tác đi đâu ấy rồi nhỉ? Ở đây, ở nhỉ, không phải anh Cát nhỉ? Không, đấy. Vâng. Ngại gì? Dạ, nóng quá ạ. Đấy, hôm nay là có cả cà muối này, rau muống. Giờ đây mùng tươi. Không biết là chị đi đâu nhỉ? Cho em đoán là một là chị đi sửa nước, hai là lại đi lên nương. Nếu mà xe máy không ở nhà chắc lên nương. Hôm nay thì lại chạy đồng ô. Nước cơm thì hết vị trí này lại tới cái khác. Không, không thở được. Ô, chị Gấu ơi. Chị Gấu. Chị có thấy chị Ly đi đâu không? À, đi sửa nước á? Ồ. À, xong rồi lại về trên nương cắt cỏ à? Nước á? Ui dồi ôi. Nó còn chết rồi này. Bé thế. Nước chán lắm ở đây. Em chào chị. Sửa nước cả buổi sáng mà nó vẫn bé thế. Thế á? Hôm qua anh trai bà chắc là em có em bé rồi. Ai? Anh chào á. À. Sao gì vào đây chưa ạ? Cho mỗi một canh. Làm gì đấy? Cắt chấm à? Chị ơi, nước nó không biết sôi đâu. Đang đây. Rồi là chị đang quét sạch chỗ đấy để mà tí là chúng em xe lại. Ăn cơm nhờ nhà chị Gầu. Thế nào ăn cơm nhờ nhà chị Gầu thôi. Em thì tiếp tục là trích tiền của anh Quang Duân là hôm trước là gửi em gói là mua kem với lại nước cho mọi người uống. Hôm trước là mua kem là hết
101 này, hôm trước ấy, em ốm là anh Thành mua cho mọi người là 60.000 à. Hôm nay thì mua hết 75.000 nữa là tổng là 75.000. 75.000 là tổng hết là 245.000. Đấy. Em sợ chó lắm. Bim bim này. Xuống đâu rồi chị? Xuống. Ăn cơm đi. Nó mó này. Nó nhìn nó à. Với cơm nha. Nào để em xới cho. Đây, gom nước uống trước. Ui em nhớ cơm công trường lắm ý. Đây xuống ngồi đây. Xuống ngồi đây. Tuy ở trên này ăn cơm nóng nhưng mà thích. Đông vui hơn ở nhà chứ. Vâng. Đây. Nhất đấy, đoàn trẻ con. Đoàn trẻ con 4-50 tuổi. Không biết hai kệ hay không? Kệ hai. Ôi mày, trên cơm. Cơm không có thang. Cơm ấy. Đây hôm nay là bữa cơm là do anh Trần Dì Hứ ở bên Úc tài trợ. Nướng thì là của anh mấy anh Nhôm Quang Quân. Cảm ơn các anh quá. Và rất nhiều. Do bí là của chị Vân, à nhầm chị Ly. Ớt của chị Ly. Cao của anh. Mai kia anh mà làm ở hôm xây thì lên trên đấy nhá, coi nhá. Cái gì ạ? À? Hôm xây ở trên kia kìa. Homestay á? À. Lau chải, nắng nhiều. Nên gì mát. Thế hai anh này cũng lên trên đấy hết ạ? À? Ừ. À, vâng. Anh đi vắng mấy hôm ạ? À? Năm mấy hôm ấy. Vâng. Chạy nắng tí. Vâng. Người đường nào dưới này cũng nóng quá thì làm việc nó cũng không có được hiệu suất cho lắm nhỉ, không được hiệu quả cao. Bốn người. Vâng. Bỏ cái này cho tên nó. Hả? Ê cơm. Món nó. Bí thì bí cũng cao. Hay luôn đó. Thì đi trong ở chợ. Thì này đi Ninh Ninh ấy. Dành cho những người ít răng. Đánh yếu, đánh sâu. À đấy, nhưng này răng hôm trước. Nhưng này sâu xong làm kiểu nhổ từ ngày trước đấy. Thế đi ra cái tiệm răng thì hỏi họ là mười mấy triệu một cái răng anh ạ. Ui giời sao nó đắt thế. Đúng rồi. Ui chạy đi về đây. 2 triệu cái răng. Ờ. Thôi bảo cái gì nhỉ răng. Em xem cái hàm của em mà làm lại mất khoảng 40 triệu. 40 triệu, chị còn đây đang 60 triệu kìa kìa. 60 triệu á? Ờ. Sao, nhưng mà sao nó đắt thế nhỉ? Có cái gì nó kiểu nó bé tí như này thôi mà. Đình ví tỉ, kiểu nó có cái đình ví tỉ. Nhưng mà tại sao nó lại đắt thế nhỉ? Ngồi một thời gian suy nghĩ. Bây giờ là gì? Em nghĩ lại cái răng nó bé bằng cái đầu đũa. Bé đầu đũa tốt, nó bé hơn đầu đũa. Nhưng mà gì mà đắt vậy? Luôn bảo Thành. Nhưng chị Vân bị sâu bao nhiêu cái, bị rụng bao nhiêu cái mà lại tận 60 triệu. Rụng hết rồi. Thế cuối cùng chị có làm không? Có tiền đâu mà làm. Không phải là... Về hút nước cháo vậy. Thế kiểu bên trong là không có răng vậy ạ? Ồ, sợ quá. Anh em mình cứ sâu sâu tí nhưng mà nó còn nguyên là tốt. À, quanh vẫn còn nguyên à? Quanh có sâu không ạ? Không, anh chưa. À. Em 3-4 năm nay còn nhai răng cửa. Em có nhai răng hàm đâu. Con đâu mà nhai. À, thảo ăn lòng nuốt. Thảo nào sấy thịt trâu thì sấy khô thì anh cứ không ăn được. Cứ mình em là cứ ngồi ăn. Anh xương vẫn nhai tốt. Thật em sụn nó còn trên thì còn, nhưng ở dưới thì... Có nghĩa là cái da của mình cũng là da chuẩn đúng không?
ăn cá. Ba cái răng hàm. Không, nhưng mà năm nay nó bị một cái kiểu nó bị cũng bị hở cái tủy răng đó. Thôi nhưng mà tầm tầm như anh là tôi cũng được mà. Ngày xưa vẫn ngon, anh chiều nay thì em có là có về ấy, thì chiều nay là mua thêm cho các bác thợ quả dưa để ăn cho nó mát. Trưa nay là tiền của anh Quang Duân là còn 200, à mua hết là 245.000 rồi, và ngày nay là chiều nay là mua thêm quả dưa là 40.000 nữa, là tổng là 285.000, còn 15.000 thì hôm nào là ăn kem tiếp ạ. Điện ổn không anh? Anh tâm ném đổ đi rồi. Cháy được quê hà rồi, cái này không đảm bảo gì đâu. Chị Ly ơi, chị Ly à, em bảo điện nhà chị yếu thế sao chị không nhờ cắm nhờ nhà anh Cang ấy? Chị phải hỏi chứ, cái này là mình phải để ý chứ, hàn như này là không đảm bảo đâu chị ạ. Tính luôn chứ. Cái mua cái tội nữa. Nó chạy cả điện nữa thì chắc lượng hoa mắt chóng mặt thì chết. Lượng cả làng sắp chết rồi. Nó đang hoa mắt chóng mặt. Chị Ly á. Mỗi cái nước nó còn đang hoa mắt chóng mặt. Về được 15 phút lại thì chạy đi. Chị vừa mới về thế à? Ôi khổ ôi, khổ thân. Chị nghỉ mấy ngày không thì em làm cái bàn xếp cái gạch này ra xong quây thành ghế này làm vào, xong để anh mang máy bơm, anh bơm anh tưới chứ không này cũng làm được đâu. Đây làm thì đường cháy thành, nếu mà lấy máy bơm nữa thì chắc là em cứ bị đựng cái làm một cái chỗ đựng thật nhiều rồi, để hai cái thùng để hai cái thùng thì rất đủ. Cái thùng này á, mười cái thùng này tưới được một cái tường. Mười cái thùng như này, này em phải xếp như thế này này, nó mới khỏe. Chứ đừng xếp kiểu như kiểu của em, nó không khỏe nữa. Xếp hết một hàng này, xong lại một hàng như này. Em cứ xếp như này, xếp cao lên tầm bằng này, xếp rộng rộng nó ra một tí. Đừng có bé quá là không đủ nước để làm đâu. Mấy cái bạt quanh luôn, xong lấy cái bạt giải vào. Đựng nước 2-3 ngày rồi. Ăn quả dưa hạ hỏa tí đi xem nào. Đâu quả dưa đâu. Kia chị đi cầm quả dưa ra đây à? Đi kìa, từ ông xanh đi kìa. Nhà nghe ăn trưa xong rồi đi vứt tôn này là bê mát trời rồi. Đi ơi, cháy chưa? Xong rồi à? Xong rồi, xuống ăn dưa đã. Nghỉ mát tí ăn dưa đã. Vào đây chị. Đây. Mị. Đây. Mị ơi, ra ăn dưa đã. Ê non rồi. Ôi chết rồi. Đó là mua dưa đấy họng cười. Họng cười. Họng cười cười. Thế mà biết họng cười thế vẫn còn ngu. Mua ở đâu? Bảo hôm nay ở chơi một cô người giao bán. À mua của người giao thế. Vâng. Nè ông nói đây bảo hôm nay vớ được hai gà rồi. Cái bảo họng cười là cười đẻo mình đấy. Cói bảo thế á. Thế còn lấy. Đường vẫn ngon vẫn mát. Như này nó đẹp bột như này nó không ngon. Nóng quá thấy quả dưa. Không phải, tại vì hôm nay chợ là hết dưa rồi. Thấy có cô này bán là úi dồi ôi gì. Sáng hết cả mắt rồi thì thôi, có dưa tầm giờ này làm gì có cái chuyện là nghĩ đến việc là gõ này nữa. Cái này được rồi. À, gọi cầu thang ăn này tí. Ăn vẫn ngon. Ừ. Có đâu? Rất là ngon, dưa tự trồng nên ngon lắm, nhưng mà cái này dưa sạch nên đảm bảo đấy này. Dưa non anh ạ. À, nó phải đẹp xì. Ấy nhìn ngon mà. Dưa non, nhưng phải dưa non. Ơ thằng Mỹ nó ngoan à? Dựa tay. Dựa tay à? Ôi Thành có cái kiểu nói là cậu mà cứ nói nhỏ là như kiểu bị bắt ép. Ờ có chứ.
Hôm trước vừa ăn xong mà. Nhà mông thì chỉ có đỗ với lại bí thôi. Nhà mông ở đây đầy. Mày không thấy người Mông ở đây có mặc váy đâu mà mày bảo không có. Có như người Mông như mày đâu mà. Người Mông như mày cứ mặc váy thì làm gì có dưa. Mông nuôi ở mỗi nơi là mỗi khác. Mông ở dưới người ta là Mông có Mông, trên đấy Mông không có Mông cho nên không có dưa. Mông này không có Mông. Thế em thì lại không có gì. Ừ, chua chua ngọt ngọt, được, này đúng kiểu giải khát đấy. Ủa hôn cái kem. Lần sau mà anh chuẩn đi mua hàng ấy, gặp mấy cô người giao mà cười cười thôi, đừng mua. À đúng, vậy à? Cái quả này là quả cười cười đấy à? Có là thế á. Vậy thì đúng là không mua thật. Không, mua quả dưa này là 15.000 một cân là 3 cân mấy nhỉ? 3 cân 7 à? 2 cân 7. À 2 cân 7 là 40.000 đúng không? Thế cô ấy nói cười. Và úp quả dưa này mà đã được 40.000 rồi ấy. Chó nặng ấy không? Cô thôi đi, cô vẫn cứ cười. Không phải đâu, chắc là vớ được con gà rồi. Có những đường bảo là họ nghĩ bảo là hai người kinh này ngu quá. Thật chứ có gì nữa. Mua quả dưa non ngay mà mua đúng thật. Nếu mà còn mua, cái sao quay lại nói. Xem cái kìa, dưa non mà quái nó còn ăn được cả vỏ kia. Nếu chị mà biết nói như thế, họ nói thế, quay lại nói họ luôn thật. Họ nói không? Không, họ không nói, họ chỉ cười ố quả dưa này nặng nhè. Đoán ra. Em nghĩ cô cười cười chắc là khả năng điều rồi. Khả năng bắt nạt được hai thằng người kinh. Mấy khi bắt nạt được mấy thằng người kinh. Hôm nay thật sự là nước chảy rất là bé, mặc dù là chị Ly gọi là hầu như là nguyên ngày hôm nay là chỉ có đi sửa nước thôi.
Nhưng mà nương chảy về bé quá các bác. Về phần mái nhà thì diện tích nhà ở thì sẽ là lợp tôn, phòng ngủ, phòng khách. Còn bên phía bếp thì sẽ là lợp mái pro. Còn tường nhà thì nhà bếp với lại phòng khách, phòng ngủ là tất cả là tường sẽ là bằng nhau hết các bác ạ. Phần này là trở về đây thì sẽ là tôn này. Còn phía bên này là bếp thì sẽ là lợp ngói pro. Có một sự thật là em Cói phải chia sẻ với các bác là em Cói là hình như là bị mê cái khung cảnh này rồi. Mặc dù là hầu như ngày nào là em Cói cũng được nhìn thấy cái khung cảnh đằng sau nhà chị Ly ấy ạ. Nhưng mà thật sự là cứ mỗi lần là đi ra đằng sau để mà ghi hình cho các bác xem thì em Cói thật sự là bị đắm chìm mình vào trong cái khung cảnh này. Thật sự là quá chi là tuyệt vời luôn các bác ạ. Thời tiết thì mưa xuống cây cỏ mây ở đây thì như kiểu là được gặp được sức sống, sự sống nhỉ. Nhưng bây giờ là những cây cỏ đang bắt đầu xanh trong rất là đẹp. Bãi cỏ là xanh mơn mởn luôn. Hôm trước thì trời nắng là cảm giác như là cái đồi này nó sắp cháy hết rồi. Thật sự là phải nói là quá chi là thơ mộng các bác ạ. Có là luôn luôn là bị cái quả đồi đằng sau thu hút bởi vì nó đẹp quá. Này là rất là tiếc là không có mấy con bò, con trâu ở đây rồi. Có thêm vài con bò, con trâu ở đây hoặc là con ngựa đang ăn cỏ thì còn gì tuyệt vời bằng nữa. Phía dưới này thì là tre, có cây tre. Thì là lúc nào là trên này là cũng có gió, là kiểu cảm giác là thoang thoảng ấy. Nên sao mát, thịnh. Phần nào đi ra đằng sau em có cũng phải ngắm nhìn tí đã. Giờ thì anh Tuyển sẽ bắn ốc để cố định tôn. Hôm nay thì em Cói là cứ nghĩ là con bò sẽ không có ở đây. Thì ra là hôm nay là hai con này là ăn cỏ tít ở trên này các bác. Em Cói là ở dưới kia là thấp là không có nhìn thấy. Tuy rằng là chỗ này thì đất bây giờ là rất là cằn cỗi, không thể nào mà canh tác được cái gì. Nhưng mà đổi lại là chỗ này là cái chỗ gọi là thả bò, chăn bò lý tưởng các bác. Đấy. Hầu như là ngày nào là hai con bò là cũng lên trên này để ăn cỏ. Đấy, chủ là cọc vào đây. Chỗ này thì rất là quang và thoáng, không có cái cây gì, thế nên là không bao giờ là sợ là con bò sẽ bị dây cuốn chân. Đấy, các bác thấy à, cái khung cảnh này thì thấy thế nào ạ? Có thấy yên bình và có thấy đẹp không ạ?
con bò đáng yêu quá. Các bác ơi, hai con bò này là không phải cọc các bác ạ, cái này chỉ là cái dây buộc thôi chứ mọi người là không có cọc, cứ thả cho chúng nó là ăn tự do ở đây thôi. Trong lúc đang chờ mọi người khiêng tôn thì chúng ta sẽ cùng ngắm cái khung cảnh đằng sau nhà chị Ly một chút ạ. Ông phải đưa ra nâng lên thôi, tôi đun tối rồi. Tối rồi ý, chứ có phải là tối đâu. 6 giờ tới nơi rồi. 6 giờ nơi hả? Vâng. Tầm giờ này thì muốn mát chỉ có trời tối thôi, hoặc là sáng sớm thì mới mát. Một là mát rồi, tối hai nữa là mưa nhá. Vâng. Nhận là anh Tuyển là có cái gọi là bộ đôi là cái túi này đeo hông với lại cái súng bắn ông là thật sự phải nói là quá là tiện luôn các bác. Rất là tiện lợi mà trông rất là gọn nữa. Thành đang hàn cái đòn tay vào. Điện nhà chị Ly là hơi yếu. Chắc đi chăn dê rồi. Vậy anh Thành phải ở dưới kia bê tôn với chị Vân. Đấy, ở trên này thì anh Tuyển khắc bê là được rồi. Thank you.
Đây đây, Huy nó đang muốn đánh dấu cái tổ của nó. Lên đây mai kia ai cứ hỏi chỗ nào mà cái nhà của em Ly là cứ nhìn cái màu sơn này, à màu mái là biết rồi. Trong xóm này thì gọi là mỗi nhà chị Ly là có tôn là màu lông chuột này, với lại là hình như là trong cái xóm này này thì có mỗi là nhà của ba mẹ con chị Ly là có tôn xốp này đấy các bác. Nhà anh các chị Gầu là cũng đang là mái pờ đô thôi. Chúng em thì ở dưới này, này nó rất là nắng nóng ý, mà được cái tôn xốp này thì quá là hạnh phúc và quá là tuyệt vời rồi. Thật sự không biết nói gì, chỉ biết là cảm ơn là các cô các bác rất là nhiều. Nhờ có là quý Mạnh Thường Quân, quý cô bác là trong và ngoài nước là giúp đỡ thì chị Ly là mới có thể là có được một ngôi nhà là thật sự phải nói là đẹp. Đẹp và còn là chắc chắn và đầy đủ công năng và phù hợp với lại chủ nhà sử dụng nữa. Đấy. Tôn xốp là sẽ rất là bền bỉ này. Và lúc mà trời mưa ấy thì nó cũng sẽ không bị ồn. Trời nắng thì nó cũng sẽ không có nắng bằng tôn lá. Nếu mà lợp tôn lá à, úi rồi, trời mưa thì thôi luôn. Nó kêu to ơi là to. Vâng, tôn lá thì mưa bé là cũng thành mưa to hết. Anh Dê và anh Mị là vẫn đang rất là miệt mài với lại công việc của hai anh là chát. Anh Tuyển ơi, cái này mai kia anh nối à, hay như nào anh? À, đàn tay của cái... Vâng. Đây à, cái nó khác. Của cái ngoái nó khác. Anh để thêm một cái này sang đây thôi, phải không? À. Không phải nối thì anh đã nối luôn từ đây rồi. Vâng. Không nối được bởi vì đoàn tay nó không vào đúng cái đầu viên ngoái, nó không khỏe đâu. Vâng. Bây giờ anh cách chỉ cho thêm một cái đoàn tay chứ. Này, kia là cái nâng của đòn tay kia các bác. Này. Này em có không đeo kính này, nhìn không rõ. Cái ngói này, cái tôn thì nó thẳng từ trên dưới mình chia đều là được. Cái ngói của nó này, mỗi tấm có 1.5 thôi. Mình không chia kiểu đấy được. Không vào cái đầu gối của nó. Nó không vào cái đầu gối của cái viên ngói. Vâng. Để không an toàn đi cũng không an toàn được. Thì cái cây nó đỡ nó không đúng. Máy của anh Quang Duân, túi của bác Ricky Johnson. Chẳng à? Cái máy này á? Vâng, ơ. Có quà của Quang Duân đấy à? Quang Duân. Đúng rồi, em vừa bảo là của anh Quang Duân đấy à? Ừ. Bác bảo là của túi của Ricky Johnson. Anh Cao. Tua lại video cho nghe bây giờ. Cãi. Cãi. Em làm sao mà em quên được. Cãi cái đài ghi âm. Anh ạ, vừa cho máy, vừa cho tiền uống nước nữa. Đấy. Tiền kem. Thật sự thì rất là tiện luôn đấy em thấy. Trông nhàn hẳn. Đi lên mổ gà. Phải không? Hôm nay ngủ đi, cứ có là tí anh cứ chỗ nào giường của em ngủ là anh sẽ cho bị
À, em ngủ phòng nào nhỉ? Phòng trong hay phòng ngoài nhỉ? Và bây giờ là em chưa quyết định được chứ. Ngủ ở phòng nào để anh còn biết cái chỗ đấy anh còn để ấy. Đợt này lại nhớ cái đợt mà trao ấy nhỉ. Đấy. Từ cái ngày mà có cái của anh Duân là anh cho thì anh tặng cho anh Tuyển thì trên mái nhà là mới không có cái dây điện gọi là ổ điện lằng ngoằng lằng nhằng nên nó rất là gọn. Vẫn nhớ cái kỷ niệm đầu tiên là lợp cái mái tôn giá. Ngày hôm qua đấy. Thế á? Sao chị nhớ rõ thế? Sao lại giống thế? Đúng rồi, hai người có duyên rồi. Hôm qua cũng này, hôm qua là lợp cũng bắn máy nhà. Nếu như mà theo ngày ấy ạ? Là ngày hôm qua là vào năm ngoái. Phải không? Đúng rồi, chắc là đúng đấy. Hôm qua nếu mà không mưa thì chắc là cũng chiều lợp rồi. Không phải đâu ba. Nha. Anh trên điện thoại là hôm anh làm xong nhà lở, anh chụp ảnh. À. Anh cũng chụp ảnh cái khung nhà này. Một năm sau bây giờ nó nhắc lại. Nó báo là kỷ niệm lại một năm ngày mình đăng ảnh. Hôm qua bắt đầu có thì anh mới bảo chứ. Đúng cái nhà ly hôm qua anh cũng làm xong khung rồi. Vâng. Ồ, oh, thật là trùng hợp. Hôm nay đang nói đến cái chuyện là dây điện lòng ngoằng ở trên mái. Xong là hôm đấy là không biết làm sao mà hở điện xong là mọi người là chạy toán loạn ở trên mái. Các em mới lỡ có duyên rồi. Ừ. Mưa không nhỉ? Nay không mưa được đâu. Đang báo mai có 40, 41 độ mà. Ngày mai ấy. Mới 2 ngày lại nắng ngắt. Bây giờ là anh Tuyển là đang chỉ là bắn ở mép tôn thôi để mà cố định lại các tôn với nhau. Xong rồi tí mới lại bắt đầu là bắn ốc ở giữa. Trời nắng quá nên là hầu như là chân của ai là cũng hai màu rồi. Nên anh Tuyển anh đi giày xây thì cái chỗ nào mà bị hở là nhìn hai màu da là khác nhau là rất là rõ rệt, nó chênh lệch rất là lớn luôn. Chỗ nào hở ra là màu đất rồi. Ui rõ ràng luôn đấy anh ạ. Có thấy lông chân không? Không ạ, nhưng mà không cái bàn chân của anh ấy. Chả thấy lông chân. Bàn chân mà thấy vậy thì chả thấy không thấy lông chân. Nước là yếu quá nên là bây giờ là anh Mỹ với anh Re là múc nước vào xô, sau đó thì tưới tường, hất lên. Còn nhiều vữa không bị hư. Ở ngoài kia còn nhiều vữa không? Ba xe nó vậy Mỹ ơi. Em bỏ cái cạnh cửa lại đi, ba thằng hai thằng lên tưới cái chỗ này tranh thủ xong rồi. Đấy, cái chỗ này đi. Đây là dùng cái bát là bát đựng canh của chị Ly.
làm gáo. Chỉ cần tưới nguyên cái góc đấy thôi. Buôn được. Mày dội như thế hắt vậy nó toàn ra ngoài nhiều nên nó không ngấm vào trong mày đâu. Nhưng ghé dội từ từ thôi rồi nó mới xuống được. Rùa đấy xong sớm thì về sớm, xong muộn thèm muộn đấy nhé. Còn mày này lại thích làm muộn để ngủ được ngủ ở đây. Mày còn lâu nhá. Em chỉ nói như em không ở đâu nhỉ. Lâu không đến lượt này. Tạo tiếp thì nó mới nhanh được. Đường này gạt luôn làm nhanh thì nó mới không cháy, mà nó tí cháy là lâu lắm. Cháy thì đi qua từ phía rồi. Bây giờ là trời bắt đầu nhá nhem tối rồi thì cái bóng đèn ở cái súng bắn ông kia sẽ bắt đầu là phát huy tác dụng. Đấy. Kìa có cái đèn trợ sáng là tiện lắm. Mũi đinh này là không phải bắn keo mấy. Vâng. Pin này nó có mũi luôn, nó đổ mặt trên. Kiếm rộp rồi. À, cô bác ơi, hiện tại thì bây giờ là trời cũng đã tối rồi thì có lẽ là em Cói là cũng xin phép là kết thúc video này tại đây thôi. Hiện tại thì trên kênh em Cói là vẫn còn là mật ong khoái rừng nguyên chất. Thì cô bác nào mà có nhu cầu là sử dụng mật ong khoái rừng nguyên chất thì có thể liên hệ với lại em Cói là thông qua số điện thoại trên màn hình là 0333436104 ạ. Thì mật ong khoái thì trên kênh em Cói là có tem là tem Niêm Phong, đặc sản Tây Bắc là Cói Thành Đạt này. Đây là mật ong khoái rừng nguyên chất này. Này, đây là công dụng của mật ong khoái này, 100% là nguyên chất. Đây là hình ảnh trên kênh của em Cói này, hình ảnh đại diện YouTube này. Đây là những tổ ong mà kênh thợ rừng là lên rừng khai thác này. Đấy. Khối lượng tịnh là 1 lít. Đấy. YouTube, Facebook là Cói La Lin. Đây, số điện thoại đây. Đấy. Rất là mong là được các cô các bác là ủng hộ. Đấy, để cho chúng em là có thêm kinh phí để mà đổ xăng đi lại, đi lên trên bản. Giờ thì chắc là chúng em là xin phép là đi về trước. Thế chúng em chắc là về trước nhá hôm nay. Giờ thì em Cói là xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những nội dung tiếp theo trên kênh Cói La Lin. Thật sự thì không biết nói gì, chỉ biết là thay mặt cho ba mẹ con chị Ly là một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các cô các bác rất là nhiều. Thế rất là hy vọng là các bác là xem được video thì có thể cho em Cói là một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Mấy ngày hôm nay thì toàn kênh là hiện tại thì vẫn chưa được 97.000 người đăng ký, hiện tại thì vẫn đang là được 96.800 người rồi các bác ạ. Bây giờ là cứ ngồi canh. Vậy là trên con đường đi đến nút bạc là sắp tới rồi các bác. Này bây giờ là còn mấy nghìn người thôi thì rất là mong là các cô các bác là giúp đỡ chúng em.